Nói với quý vị là cái chế độ cộng sản đó, nó bị ổi khủng khiếp luôn, và nó sanh ra những con người mà có thể nói nó đánh mất hết một cái sự liêm sĩ. Nói với quý vị là cái chế độ cộng sản đó, nó bị ổi khủng khiếp luôn, và nó sanh ra những con người mà có thể nói nó đánh mất hết một cái sự liêm sĩ. Nói với quý vị là cái chế độ cộng sản đó, nó bị ổi khủng khiếp luôn, và nó sanh ra những con người mà có thể nói nó đánh mất hết một cái sự liêm sĩ. Nói với quý vị là cái chế độ cộng sản đó, nó bị ổi khủng khiếp luôn, và nó sanh ra những con người mà có thể nói nó đánh mất hết một cái sự liêm sĩ. Nói với quý vị là cái chế độ cộng sản đó, nó bị ổi khủng khiếp luôn, và nó sanh ra những con người mà có thể nói nó đánh mất hết một cái sự liêm sĩ. Nói với quý vị là cái chế độ cộng sản đó, nó bị ổi khủng khiếp luôn, và nó sanh ra những con người mà có thể nói nó đánh mất hết một cái sự liêm sĩ. Bây giờ tôi quay trở lại với quý vị và các bạn. Nội mà quý vị các bạn mà thấy rằng cái chuyện mà Nguyễn Văn Đài đó, mà lúc mà đi lên đó mà debate với Ngô Kỷ đó, mà lấy cái tay mà đánh người ta một cái như vậy đó, đừng có nói cái tư cách đó là tư cách của đàn bà, nói như vậy đó là nó hơi sĩ diện và hơi xúc phạm đến đàn bà đó. Người đàn bà có tư cách cũng không ai làm như vậy. Mình đang là cái tranh luận với người ta về một cái mục đích, một cái chủ đề, một cái gì đó nó có tính cách là ý nghĩa lớn lao, và mình không có lý do gì mà lấy tay đánh vào tay người ta. Tôi nói thật với quý vị đó, một cái cách mà nó, nếu mà nói đàn bà đó là sỉ nhục đàn bà không có làm như vậy. Tôi cũng vậy, nếu mà tôi ngồi tôi tranh luận với ai, tôi nói thật với quý vị đó, nếu mà có cần đánh là tôi đánh thẳng luôn, tôi đấm thẳng vào mặt luôn thì tôi sẽ làm. Chứ còn đánh tay cái kiểu đó là nó rất là ti tiện, nó không có phải là cái tư cách của một con người. Đừng có nói tới đàn bà mà chỉ thấy cái cách đó thôi. Tôi nói thiệt, chẳng hạn như là quý vị cũng nói là cũng có nhiều người nói là Nguyễn Văn Đài tấn công Ngô Kỷ. Tôi khẳng định với quý vị, tôi nói thẳng một câu luôn, nó hơi có tính cách là, tôi xin lỗi quý vị nha, đố cha Nguyễn Văn Đài chưa dám tấn công Ngô Kỷ nữa, nói thật. Cho nên cái việc mà nói là Nguyễn Văn Đài đó là hôm đó là tấn công Ngô Kỷ, tôi khẳng định với quý vị là đố cha Nguyễn Văn Đài chưa dám tấn công Ngô Kỷ đâu. Mà đó là những cái việc mà làm rất là hạ tiện, rất là hạ tiện. Và tôi cũng muốn nói thêm với quý vị và các bạn như thế này nè. Ngô Kỷ rất là hiền, nói thật ra là Ngô Kỷ rất là hiền. Nếu gặp tôi trong một cái tình trạng như Ngô Kỷ đó, thì Nguyễn Văn Đài không có con đường trở về nước Mỹ đâu quý vị và các bạn ạ. Cái đó tôi nói thật, nếu là tôi thì Nguyễn Văn Đài không có cái cơ hội để ra khỏi nước Mỹ đâu. Không có cơ hội ra khỏi nước Mỹ và cũng không có cơ hội trở lại nước Mỹ. Bây giờ tôi xin thưa với quý vị và các bạn, tôi muốn nói về một cái tên tiểu nhân bỉ ổi mà nó dựng một câu chuyện mà coi như là có thật, mà nó mồm to mép dãi, mà nó răng thưa giả dối, mà nó lên trên cái diễn đàn mà nó có thể nói được. Nó thật với quý vị, tôi là người đàn bà nhưng có thể nói là nếu mà nói một điều mà vu khống và đặt quan cho người ta như vậy đó, thì dẫu tôi có chết tôi cũng không thể nào làm được. Mà tại sao nó có thể làm được, phải nói là khủng khiếp luôn, ngoài cái sức tưởng tượng của tôi. Và hồi nào tới giờ tôi xin thưa với quý vị và các bạn, tánh của tôi đó, tôi cũng luôn luôn chừa cho mọi người một con đường sống, không bao giờ tôi muốn truy tùng đuổi diệt ai hết. Nhưng mà lần này cái thằng Nguyễn Văn Đài này, cái video vừa rồi của nó để nói lên một sự bỉ ổi của nó tận cùng, và nó còn nói rằng tôi đã gài để bắt anh Trần Anh Kim, anh Lê Thanh Tùng. Tôi nói thật ra những người đó họ sẽ ra tù đó, họ sắp sửa ra tù hết rồi, họ ở tù lâu lắm rồi. Và họ sẽ bước ra tù đó, và tôi sẽ đưa cho tất cả những người đó xem cái video của Nguyễn Văn Đài. Và tôi sẽ cho họ xem những cái video của Nguyễn Văn Đài để biết được một cái sự đê tiện. Và Nguyễn Văn Đài nói rằng tôi đi các vùng biên giới này, tôi có nói tôi đi làm chiến khu chiến địa gì đâu các bạn. Tôi có bao giờ tôi nói tôi đi làm chiến khu chiến địa gì đâu. Và tôi nói rằng tôi chỉ đi cái bước đường đi của tôi là tôi chỉ nói thật ra là tôi chỉ đi. Bây giờ các bạn nói tôi đi chơi cũng được, đi du lịch cũng được, hay đi đâu cũng được hết. Và cái việc làm của tôi nếu mà nó có thì cũng chỉ là liên kết giữa người này với người kia thôi. Bây giờ các bạn nghĩ rằng tôi già như thế này nè, tôi làm gì để được làm cách mạng? Chính các bạn thấy là ở trên
Và Nguyễn Văn Đài nói tôi đi như thế này để tôi quyên tiền và tôi lợi dụng, tôi lường gạt người ta. Bây giờ Nguyễn Văn Đài hay bất kỳ ai đó đưa giùm tôi cái bằng chứng là tôi đã quyên tiền ai và tôi đã lường gạt ai. Toàn là những cái điều mà chụp mũ một cách khốn nạn. Tôi xin lỗi nha. Người ta tam bộ nhất bái cho tiền tôi chưa chắc tôi nhận nữa. Tôi xin lỗi các bạn nha. Tôi dám nói phách với các bạn. Tam bộ nhất bái cho tiền tôi chưa nhận nữa. Chứ không phải giống như là ở trên cái gì diễn đàn mà Nguyễn Văn Đài đó. Ngày hôm nay vẫn còn tiếp tục mà mị dân và ghi xuống dưới nào là phải donation, là phải yểm trợ cho cuộc cách mạng dân chủ gì ở trong nước, trong cái kênh của Nguyễn Văn Đài. Mà ngồi trên cái kênh đó mà xin tiền đầy dẫy trên những cái đường mà dẫn như vậy đó, mà lại nói rằng người khác đi đấu tranh để vì tiền. Phải nói là suy bụng ta mà ra bụng người. Và cứ nói thật ra với quý vị nha, mấy cái thằng Việt Cộng nó cố tình làm gì đó. Nó chỉ bằng nó nói làm sao mà nó tuyên truyền, nó nói làm sao mà có người nghe thôi. Và bây giờ nó nói làm sao mà nó không cần biết, mà giống như nó quăng một cái quả mù ra như vậy đó. Và không cần coi như là không có cần cái sự thật. Phải nói là nó đê tiện như vậy đó, quý vị và các bạn. Và đáng lý ra đó thì tôi không có nói cùng chung một cái video, cùng chung một cái chủ đề giữa cái tên đê tiện này với một cái người tù, mà một cái người tù quan nó thật sự nó không xứng đáng. Cái video này mà nói về Nguyễn Bắc Truyển đó, mà với một cái cùng với một cái chủ đề với tên Nguyễn Văn Đài này, thật sự là đã có lỗi với Nguyễn Bắc Truyển. Nhưng mà tôi đã có hứa với quý vị và các bạn về cái trường hợp mà tôi nói về Nguyễn Bắc Truyển, thành ra tôi giữ lời. Và đồng thời tôi thấy cái video của Nguyễn Văn Đài, thành ra tôi sẵn đây tôi trả lời cùng quý vị đang theo dõi cái kênh, cái video của Nguyễn Văn Đài, là hắn là một tên đê tiện, bận cùng, tận cùng trong sự đê tiện. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ trở lại một chút xíu nha, vì các bạn đưa lên những cái ngày Giáng sinh và Nguyễn Văn Đài lấp liếm và nói rằng tôi đã từng tham gia với Nguyễn Văn Đài và muốn xin vào tổ chức của Nguyễn Văn Đài và muốn làm một cuộc tự thiêu vân vân. Tại vì Nguyễn Văn Đài biết rằng nói như vậy đó để làm lên một cái sự là tạo cho tôi một cái hình ảnh không đẹp, là những cái người cứ phải làm, nói lên mà không dám làm cái sự việc vân vân. Và Nguyễn Văn Đài đã đánh vào cái yếu tố đó để mà tìm cái cớ mà trù dập tôi. Không có thể tưởng tượng được là có thể dựng một câu chuyện. Bây giờ nè, Nguyễn Văn Đài xưng mình là người Cơ Đốc giáo và cũng có những người nói Nguyễn Văn Đài là mục sư. Bây giờ trước cái ngày mà Chúa Giáng sinh là cái ngày Chúa Hài Đồng nè, Nguyễn Văn Đài đã từng nói rằng là những điều Nguyễn Văn Đài nói về tôi đó là có bằng chứng, có nhân chứng. Thôi bây giờ tôi không biết nhân chứng ở đâu. Tôi chẳng thấy một cái nhân chứng nào của Nguyễn Văn Đài. Thôi bây giờ Nguyễn Văn Đài ha, Nguyễn Văn Đài làm ơn, cái nhân chứng mà sống động nhất, thiết thực nhất, nếu sự thật Nguyễn Văn Đài là người Cơ Đốc giáo, là người Tin Lành, đạo Tin Lành, thì hãy thề trước danh Chúa đi. Thề trước danh Chúa đi. Là những điều Nguyễn Văn Đài nói về tôi là sự thật. Nguyễn Văn Đài thề đi. Nguyễn Văn Đài thề đi. Tôi sẽ bỏ qua cho Nguyễn Văn Đài. Tôi không phải là người Cơ Đốc giáo, nhưng tôi có niềm tin ở Thiên Chúa. Và tôi có niềm tin hết tất cả những các đấng thiêng liêng, các đấng tiền liệt. Giờ Nguyễn Văn Đài thề đi, thề trước danh Chúa đi, là tôi nói về bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh đó là sự thật. Tôi đã có từng liên kết với bà và bà đã có từng vân vân và vân vân với tôi, y như cái video mà Nguyễn Văn Đài nói. Tôi vẫn cho Nguyễn Văn Đài đó, tại vì Nguyễn Văn Đài có thể lừa dối thế gian nhưng không thể nào lừa dối Thiên Chúa được. Nguyễn Văn Đài dám nhân danh mình là người Cơ Đốc giáo để nói những cái điều mà phải nói là bỉ ổi như vậy, thì Nguyễn Văn Đài thề đi. Thề đi. Thề trước danh Chúa đi. Khỏi cần thề với ai hết. À, tại vì người đời có thể mua chuộng được, nhưng chắc không mua chuộng được Thiên Chúa đâu. Nguyễn Văn Đài thề đi. Tôi vẫn cho Nguyễn Văn Đài một cơ hội, đó là người Cơ Đốc giáo như là lời Nguyễn Văn Đài nói. Tại vì tôi không bao giờ đem Chúa, đem Phật vào đây á, để mà lý luận hay là để mà tìm một cái giống là phù tách cho bản thân mình. Nhưng tại Nguyễn Văn Đài xưng hô trong cái video đó là người Cơ Đốc giáo và tôi đã không chấp nhận những cái hành động của tôi vân vân và vân vân, thì đây là một cái điều bỉ ổi chưa từng có. Mà tôi nói thật với các bạn là tôi cũng không có nghĩ là Nguyễn Văn Đài mà nó bỉ ổi tới mức như vậy. Nó bỉ ổi tới mức như vậy. Thưa Vân, thì
nói đi nói lại từ Việt Giang cái gì nó cũng làm được. Tôi sẽ không bao giờ ngần ngại để nói rằng thằng Đài nó là một tên Việt Giang, là một tên Việt Giang. Thưa quý vị và các bạn, tóm lại thì mình đã mất quá thời giờ với những tên vô liêm sỉ như vậy. Thật sự là nặng lời với nhau đó cũng chẳng phải hay đẹp gì. Bản thân tôi mà khi mà mở lời mà nói về ai có tính cách như là giống như lời lẽ không đẹp đó, thì sự thật là chính tôi cũng không cho phép lương tâm mình như vậy. Và ở trong cái hoàn cảnh này tôi mới hiểu thế nào tại sao có nhiều các bạn ở bên Thái Lan và ở bên Việt Nam, và cũng có nhiều người họ phải dùng những cái từ ngữ mà phải nói là nặng nề cho đối phương. Thật sự ra đó, khi mà nói đến một cái sự mà nặng nề cho đối phương thì mình trách anh em, nhưng mà phải nói đứng trước những kẻ vô sĩ như thế này thì không biết lời nào để dành cho họ, nếu không phải những cái ngôn từ mà tận cùng ở trong một cái đáy vực của xã hội. Thưa quý vị và các bạn, nên bây giờ tôi quay trở lại để thưa với quý vị và các bạn như thế này. Ngày hôm qua đó, có quý vị và các bạn hỏi tôi rằng thế cái diễn đàn mà tranh luận, hội luận hay là debate gì đó giữa tôi và Nguyễn Văn Đài trên diễn đàn của Quy Đức đó, có thực hiện hay không? Thì tôi xin thưa với quý vị và các bạn như thế này. Quy Đức đã trả lời dứt khoát là không có mở cái diễn đàn này nữa. Coi như là Quy Đức đã rút lui ra khỏi cái cuộc mà debate giữa tôi và Nguyễn Văn Đài. Nhưng mà khi mà tôi thấy cái video của Nguyễn Văn Đài á, thì tôi thấy không cần thiết để mà công luận gì với cái tên bất lương này. Bởi vì nó đã tận cùng bị ổi rồi. Tôi không thể hạ mình ngang tầm với súc vật được. Bởi vì súc vật mới có thể nói những điều mà không bất kể sự thật như vậy. Thưa quý vị và các bạn, nên tôi không hạ mình với súc vật được. Kể từ giờ phút này, đối với tôi, Nguyễn Văn Đài ngang tầm với súc vật. Thưa quý vị và các bạn, từ trước đến nay và còn trong cái video đó, Nguyễn Văn Đài còn nói một cái điều mà nó hết sức là bị ổi. Tại sao mà nó bị ổi mà tôi quá nặng lời với Nguyễn Văn Đài khi mà đã đưa Nguyễn Văn Đài ngang tầm với súc vật? Thì trong cái video đó, bây giờ tôi nói ở đây có anh Ngô Tỷ nè. Anh Ngô Tỷ là anh Thanh Ngô đây đó. Anh là người ở San Francisco, anh biết rất là rành. Anh biết tôi từ cái ngày bước chân đầu tiên của tôi khi mà cái cộng đồng ở Việt Nam ở hải ngoại này biết tới tôi. Thì anh Ngô Tỷ đây, anh Thanh Ngô đây là người biết tôi đầu tiên. Bây giờ các anh có thể tưởng tượng được thằng Nguyễn Văn Đài nó nói tôi tư tình với thằng Hoàng Duy Hùng không? Nó nói tôi tư tình với Hoàng Duy Hùng đó. Nó nói tôi với Hoàng Duy Hùng có dính líu tiền với tình. Và ngày xưa đó, thằng Hoàng Duy Hùng trong lúc nó nổi nang, nó đẹp trai và nó là một cái biểu tượng của cộng đồng đã làm tôi say mê. Và tôi đã tư tình, nó còn dùng một cái từ là tình tiền, tình trên tiền dưới. Nó bần tiện và nó đang muốn nói gì đó. Anh Ngô Tỷ, anh là người hiểu tôi đầu tiên. Anh có thấy cái sự bỉ ổi của nó khi mà nó dám trong một cái video nó nói tôi tư tình với thằng Hoàng Duy Hùng không? Phải nói, nếu mà nó nói tôi mà tư tình với Hoàng Duy Hùng đó, thì tôi phải nói là chính má nó mới tư tình với Hoàng Duy Hùng đó. Khi mà nó nói được như vậy đó thì má nó mới là người tư tình với Hoàng Duy Hùng. Nó nói những cái câu vô liêm sỉ như vậy đó. Dạ đúng. Dạ đúng rồi, cảm ơn rất là nhiều tôn nữ nha. Cũng nói là vô thần, nó đạt đến mục đích thôi. Nó cũng chẳng có kính trọng Chúa gì đâu, nó đang lợi dụng danh Chúa thôi. Dạ không, tôi muốn nói là tôi nói anh Ngô Tỷ, chứ tôi không có phải nói là Ngô Kỷ nha các bạn. Ngô Kỷ là không, nhưng anh Ngô Tỷ đây là cái người biết tôi từ đầu tiên. Và bây giờ anh Ngô Tỷ, anh có thể tưởng tượng được là thằng Đài
nó nói tôi đã từng tư tình với thằng Hoàng Duy Hùng không? Nó nói là những cái chuyện mà nó nói, những cái chuyện mà phải nói là những cái chuyện như vậy mà nó cũng ngồi đó mà nó nói được, mà nó nhân danh nó là luật sư, rồi nó nhân danh nó đang đấu tranh cách mạng, nó kêu gọi người ta ủng hộ tài chính cho cách mạng, trong khi nó không hiểu là nó đang lợi dụng anh em dân chủ. Bây giờ nếu mà nó nói nó là chủ tịch hội anh em dân chủ như vậy chứ nó, ai là cái người hội anh em dân chủ đứng ra bảo vệ nó đây, đứng ra nói với tôi rằng là thưa các bạn, thì các bạn thấy rằng là hội anh em dân chủ tại sao người ta yên lặng? Bởi vì người ta biết rất rõ nó và người ta hiểu nó rất là rõ, tại vì người ta không có, chưa có đến cái lúc, cái thời gian mà người ta đối mặt với nó thôi. Nó hãy chuẩn bị cái tinh thần để trả lời với chính hội anh em dân chủ đi. Dạ, thưa quý vị và các bạn. Nhưng mà ở đây á, tôi cũng muốn nói á, là Nguyễn Văn Đài nè, sẵn đây nói với Nguyễn Văn Đài nè. Mày nói lòng vòng người này người kia và mày nói rằng đợi người kia đó, người này người kia ra tù để vạch mặt bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh đó. Mày đợi Phạm Văn Trội đó, ở đây sẵn sàng ha. Nhưng mà có một cái là mày có một người bạn bên cạnh mày đó, dân Hà Nội, bất kỳ cộng sản giống mày đó, thì kêu những người đó lên tiếng đi. À, nói vậy là mày hiểu người đó là người nào rồi. Người đó cũng sẽ là người trong cuộc đó. Thưa quý vị và các bạn, cho nên tôi muốn thưa với quý vị và các bạn rằng cái sự vô liêm sỉ của tên Nguyễn Văn Đài này nó tận cùng không còn cái gì nữa. Khi mà nó dựng đứng một câu chuyện, tôi nói thật ngay từ đầu mà khi mà tôi được mời vào cái cuộc họp của Hội Anh Em Dân Chủ, tôi thấy đầy ắp Đảng Việt Tân và chính tôi yên lặng hoàn toàn ở trên cái và cảm ơn anh Ngô Tỷ nha, anh Ngô Kỷ. Nếu ông Đài nói như vậy thì tào lao á, anh vào cái xem video của Nguyễn Văn Đài đi anh Ngô Tỷ à. Ngọc Hạnh đã lấy xuống rồi, thưa anh, không có làm bận lòng anh đâu, nhưng mà chỉ muốn nói cho anh biết là những cái điều mà nó nói như vậy đó để cho đồng bào phán xét, và nó nói những cái chuyện mà có thể nói một cái câu chuyện mà dựng đứng và một cái câu chuyện mà có những cái người mà hiểu biết, dẫu là một cái hiểu biết đơn sơ đi chăng nữa, người ta cũng có thể thấy được một cái hành động mà khốn nạn của nó như thế nào. À, dạ thưa anh, anh cứ vào, anh cứ bỏ chút thời gian đi cho nó dài ba cái view đi, để anh xem là chính nó nói như vậy đó, những điều Ngọc Hạnh nói đây là đúng, nó nói trên cái diễn đàn của nó như vậy đó. Anh Ngô Tỷ à, ngoài cái sự mà phải nói là ngoài cái sự tưởng tượng của một con người, mình có thể nó nằm mơ mình cũng không có nghĩ được là có những cái thằng nó vô liêm sỉ đến mức độ như vậy. Phải nói là cho nên mình nghĩ là cái chuyện mà nó bán đứng như người anh em và nó sẵn sàng vì cái mục đích của nó mà nó chà đạp người ta là không có gì mà, không có gì để mà mình phải đặt vấn đề tại sao mà nó có thể làm được như vậy. À, dạ xin thưa, à, thôi bây giờ chúng ta tạm thời mình đi vào cái chủ đề chính. Thưa quý vị và các bạn, tôi muốn nói một chút về Nguyễn Bắc Chuyển. Tôi sự thật thì không có liên hệ tổ chức hay là cũng không có một cái quan hệ làm việc về với Nguyễn Bắc Chuyển hết. Tôi sở dĩ biết Nguyễn Bắc Chuyển đó là vì như các bạn biết, tôi là cái người mấy chục năm gào thét cho ông Nguyễn Hữu Cầu. Và tôi bị người ta nói coi như đánh lạc hướng rất nhiều. Người thì nói ông Nguyễn Hữu Cầu đã đi đã được trả tự do rồi và đang đi ra nước ngoài, đang sống một cuộc sống rất tốt đẹp. Rồi cũng có người nói rằng ông Nguyễn Hữu Cầu thế này, ông Nguyễn Hữu Cầu thế nọ, nghe là đủ thứ việc về ông Nguyễn Hữu Cầu, nhưng mà không ai cho tôi biết, không ai có một cái tin xác thật nào về ông Nguyễn Hữu Cầu cả. Cho đến khi mà Nguyễn Bắc Chuyển ra ngoài đó, thì Nguyễn Bắc Chuyển là người có nhắc đến ông Nguyễn Hữu Cầu. Thì tôi là người tìm đến Nguyễn Bắc Chuyển để hỏi thăm về ông Nguyễn Hữu Cầu. Thì chính Nguyễn Bắc Chuyển đã nói với tôi như thế này. Nguyễn Bắc Chuyển đưa cho tôi một cái bài, một cái lá thư mà Nguyễn Bắc Chuyển đã viết cho không biết là cho giám đốc của trại của cộng sản, giám đốc của cộng sản, giám đốc trại của cộng sản, hay là cho cái bộ nội vụ gì của cộng sản, nói đúng hơn là tôi cũng không có nhớ rõ cái chi tiết này thưa các bạn.
Thì trong cái lá thư đó thì nó có một cái nội dung là Nguyễn Bắc Truyện đã làm gieo cho tôi cái xúc động mãnh liệt vô cùng. Đó là cái câu nói cuối cùng của Nguyễn Bắc Truyện là: tôi muốn ông ấy được trả tự do, được trở về với các con của ông ấy, dẫu là thời gian ngắn ngủi nhất. Và tôi sẽ lên tiếng cho ông ấy, dẫu là phải đánh đổi đến cái chết. Thưa quý vị và các bạn, và cái câu nói này đó, nó đã để lại cho tôi một cái sự xúc cảm và kính trọng một người đã dám vì một người bạn tù của mình mà lên tiếng như vậy trước những cái sự gian nan. Và cái lá thư này không phải là Nguyễn Bắc Truyện tự đánh bóng mình đâu, mà chính là cái lá thư này đã kèm vào cái hồ sơ ở trong cái bóng mình đâu, mà chính là cái lá thư này đã kèm vào cái hồ sơ ở trong cái vụ án và cái hồ sơ của ông Nguyễn Hữu Cầu. Và chính ông Nguyễn Hữu Cầu cũng đã biết cái sự dấn thân và hy sinh của Nguyễn Bắc Truyện để đánh đồng mà cái dư luận trong và ngoài nước để cho ông Nguyễn Hữu Cầu được có một ngày tự do ngày hôm nay. Cái sự tự do của ông Nguyễn Hữu Cầu đó là nó góp sức, thật sự mà nói rất là lớn lao, của Nguyễn Bắc Truyện. Không nói là đã hy sinh, tận cùng của sự hy sinh của Nguyễn Bắc Truyện để là ông Nguyễn Hữu Cầu có được một cái ngày có ánh sáng tự do như chúng ta thấy đã hơn 5 năm qua. Và từ đó tôi với Nguyễn Bắc Truyện có một cái sự liên kết với nhau để mà tiếp sức cho trường hợp đòi tự do cho ông Nguyễn Hữu Cầu. Và chúng tôi cũng có kết thân với nhau trên tình chị em, hoàn toàn không có liên quan gì tới tổ chức và cũng chưa hề bàn với nhau cái chuyện làm việc gì. Và Nguyễn Bắc Truyện cũng vậy luôn, Nguyễn Bắc Truyện chưa hề nói với chúng tôi về vấn đề gì cả. Sau khi mà ra khỏi nhà tù đó, là Nguyễn Bắc Truyện đó là gian dở cái chuyện gia đình đó. Thì tôi cũng rất là thương tâm khi một người bạn, mà một người anh em, họ cũng vì cái lý tưởng dân tộc và họ đã đánh đổi những ngày tháng lao tù rồi bước ra, họ còn đánh đổi cả một cái hạnh phúc gia đình nữa. Tôi cũng không cần đi sâu vào bên trong về cái lý do, về cái hoàn cảnh nào mà Nguyễn Bắc Truyện lại phải là gia đình của Nguyễn Bắc Truyện là tôi không có bàn tới. Nhưng tôi chỉ thấy là một sự mất mát ít nhiều gì cũng có, là một nỗi đau thương và là một sự hy sinh của những người anh em của mình. Thưa quý vị và các bạn, thì trong cái thời gian đó đó, là tôi, Nguyễn Bắc Truyện và một người nữa, đó là chị Đặng Thị Danh ở tại Montreal. Chị Đặng Thị Danh là cựu chủ tịch của cộng đồng quốc gia Montreal. Thì ba người chúng tôi đó là kết nghĩa là anh em với nhau, chị em với nhau. Nguyễn Bắc Truyện nhỏ nhất trong ba người chúng tôi. Chúng tôi chỉ có với nhau với cái tình gia đình, cảm nhận nhau, thông cảm trong những cái hoàn cảnh mà của Nguyễn Bắc Truyện mà thôi. Thì sau khi mà Nguyễn Bắc Truyện lập lại gia đình với em Phượng nè, thì Nguyễn Bắc Truyện có một đời sống khép kín hơn, xuất thân từ là một doanh nhân lỗi lạc như các bạn biết đó. Dạ đúng rồi, Nguyễn Hữu Cầu là người tù thế kỷ đó. Dạ vâng, đúng rồi. Thì là khi mà Nguyễn Bắc Truyện đó thành hôn với em Phượng này, thì Nguyễn Bắc Truyện cũng có báo với tôi là đã chọn được một cái người bạn để mà tiếp nối cái cuộc khoảng đời còn lại, đó là em Phượng, thì Bùi Kim Phượng ha, cái gì Phượng đó, đại ý là như vậy. Thì tôi cũng rất là chúc mừng cho Nguyễn Bắc Truyện, như là có lập lại cái gia đình, thấy em Phượng cũng là có nhân dáng, duyên dáng và cũng như là hiền hòa. Và tôi cũng rất là mừng khi mà Nguyễn Bắc Truyện sẽ có một cái người bạn để san sẻ buồn vui, vì lúc đó Nguyễn Bắc Truyện rất là thảm thương. Vì ngoài cái chuyện mà gian dở gia đình rồi, Nguyễn Bắc Truyện còn
phải gánh vác rất nhiều anh em, những người bạn tù trong và ở ngoài nữa. Nên là thưa quý vị và các bạn, tuy nhiên tôi xin xác nhận lại, tôi với Nguyễn Bắc Triển không hề có sự quan hệ tổ chức hay là không hề có một cái kế hoạch liên quan gì hết. Và tôi biết khi mà Nguyễn Bắc Triển lập lại gia đình thì hầu như là, tôi không nói là Nguyễn Bắc Triển rửa tay gác kiếm, nhưng lúc đó thì hình như là cái thế sự nhiễu nhương là muốn an phận, là muốn an phận trong những cái thời gian mà đã quá nhiều cái sự biến động, và muốn sống lại với cái hạnh phúc gia đình bé nhỏ của mình. Trước khi mà lúc đó tôi và Nguyễn Bắc Triển và cùng với chị Danh cũng hay gặp nhau, nhưng mà sau khi Nguyễn Bắc Triển mà từ Đồng Tháp mà trở về và làm việc ở dòng Chúa Cứu Thế đó, và Nguyễn Bắc Triển đó là ở nhà của ông giáo sư Hoàng, Nguyễn Minh Hoàng, thì mướn nhà của mẹ ông Nguyễn Minh Hoàng cái gì đó, đại ý là cũng là gia đình của ông Nguyễn Minh Hoàng, thì ở nhà đó của ông Nguyễn Minh Hoàng, thì từ lúc đó Nguyễn Bắc Triển và tôi và cùng chị Danh không còn liên hệ với nhau, không còn tiếp tục liên hệ với nhau nữa. Và tôi thì xin thưa với quý vị và các bạn, việc mà Nguyễn Bắc Triển đó mà đến ở trọ hay là thuê nhà gì của ông Nguyễn Minh Hoàng đó, thì chúng tôi không có một ý kiến gì nữa gì cả. Nhưng mà lúc đó thì bản thân cá nhân của chúng tôi cũng rất là lo cho an nguy của Nguyễn Bắc Triển, bởi vì cái sự lựa chọn của Nguyễn Bắc Triển đó, mà nếu là tôi thì tôi sẽ không lựa chọn như vậy. Tuy nhiên tôi không có một cái sự góp ý nào về việc là Nguyễn Bắc Triển ở nhà của ông Nguyễn Minh Hoàng. Tuy nhiên thì có cái này, thưa quý vị và các bạn. Tô Như Trần ơi, ngày hôm qua đã có biếu tiền rồi, bữa nay đừng có biếu nữa. Cảm ơn nhiều lắm nha, nhưng mà để dành lại tiền đi, đừng có biếu tôi nữa. Tôi thật sự là cũng không có khó khăn gì đâu. Anh em hãy cố gắng giữ lại cái phương tiện tài chính. Tôi nói thật với anh em, tôi có chồng, có con tôi bên cạnh, và tôi không có khó khăn, giữ lại cái tài chính, đừng có gửi tiền cho tôi nữa nha. Mà Tony Trần đã cho ngày hôm qua nhiều rồi, đã cho 2 lần ngày hôm qua rồi, bây giờ cho nữa, thật là thương lắm. Nhưng mà thôi, bây giờ là kinh tế đang khủng hoảng toàn cầu, đừng có gửi tiền cho tôi nữa. Sự thật với quý vị và các bạn đó là cái kênh này của tôi đó là không có lấy quảng cáo. Là tôi không có lấy quảng cáo, nhưng mà gần đây á, thì nếu mà không có lấy quảng cáo, có nghĩa là không là đối tác của YouTube, mà không là đối tác của YouTube á, thì mình sẽ không có được một cái nhiều cái quyền lợi, chẳng hạn như là người ta có thể chặn đứng cái video của mình, hay là hạn chế là người view vân vân, cho nên nó buộc lòng lấy cái quảng cáo như vậy thôi. Nhưng mà tôi nói thật với quý vị chứ, lấy quảng cáo với chúng tôi cũng không có điều kiện để lấy tiền nữa. Cho nên nó là em đừng có gửi cho chị nữa nha, Tony Trần. Cảm ơn em rất là nhiều. Đừng có gửi nữa. Hãy để dành những cái phương tiện đó cho cái cuộc sống. Bởi vì bây giờ anh em nào ai cũng khó khăn hết. Tôi cách gì cũng còn có gia đình của tôi. Tôi có chồng và có 4 đứa con này. Nên là các bạn đừng có bận tâm cho tôi nha, đừng có làm cho tôi phải đau. Bởi vì nếu mà các bạn cho tôi tiền đó mà các bạn phải có cái khó khăn là tôi đau lắm. Dạ thưa vâng, tôi quay trở lại với Nguyễn Bắc Triển. Về trường hợp của Nguyễn Bắc Triển là tôi biết rất là rõ trong cái giai đoạn đầu. Thì Nguyễn Bắc Triển đó cũng có những cái tâm sự với tôi về lời mời gọi của Nguyễn Văn Đài khi mà em tham gia vào Hội Anh Em Dân Chủ. Mà thực sự đó là Nguyễn Bắc Triển đó là không có tham gia gì trong cái Hội Anh Em Dân Chủ, và chỉ có nhận một cái trách nhiệm giống như là một thành viên hay là một cố vấn, một cái người góp ý trong cái buổi đầu vậy thôi. Nhưng mà sau khi đó thì Nguyễn Bắc Triển đã rút hoàn toàn hết, và chỉ là cái chuyện mà có những cái sự mà liên hệ trên cái tình bạn, cái tình quen biết giữa giữa cái sự lôi kéo
của Nguyễn Văn Đài, nói đúng hơn là Nguyễn Bắc Truyện đã bị lôi kéo của Nguyễn Văn Đài từ buổi đầu. Nhưng mà đây là một cái tổ chức xã hội dân sự, cái tổ chức xã hội dân sự đó. Thì thưa quý vị và các bạn, nhưng mà sau khi đó thì Nguyễn Bắc Truyện đã không còn, đây là những điều tôi nói nè, nói thật với quý vị đó. Chính những người anh em Hội Dân Chủ đã nói với tôi rằng chỉ nói về Nguyễn Bắc Truyện chính xác 100%. Nguyễn Bắc Truyện không có liên quan gì đến Hội Anh Em Dân Chủ. Nguyễn Bắc Truyện đã nhận lời của Nguyễn Văn Đài vì cái sự lôi kéo của Nguyễn Văn Đài và một số tình cảm của những người anh em trong Hội Anh Em Dân Chủ. Lúc đó Nguyễn Bắc Truyện có vào hội họp với tinh thần là hợp tác để tìm hiểu anh em vân vân. Và Nguyễn Bắc Truyện đã rút khỏi cái vị trí là cái người thành viên hay là cái người tham dự viên với Hội Anh Em Dân Chủ từ lâu rồi. Và không hề có cụ viên với Hội Anh Em Dân Chủ từ lâu rồi. Và không hề có cuộc họp hội nào mà của Hội Anh Em Dân Chủ mà có mặt của Nguyễn Bắc Truyện cả. Thế mà Nguyễn Bắc Truyện đã bị bắt ngày hôm nay để đổi lại cái mức án của Nguyễn Văn Đài. Có nghĩa là thế cái vị trí của Nguyễn Văn Đài, để Nguyễn Văn Đài được đi sang nước ngoài. Và chính Nguyễn Văn Đài có thể nỡ bán đứng một người mà không hề có sự liên quan nào cả. Nếu mà nói vào những người khác thì họ cũng có nhận một cái vai trò, một cái trách nhiệm nào đó, dẫu lớn dẫu nhỏ đi, thì có thể Nguyễn Văn Đài có thể khai báo người này vân vân và vân vân, thì cũng còn có thể tha thứ và thông cảm được. Đằng này với Nguyễn Bắc Truyện thật sự là một người vô tội, mà chính ông Nguyễn Hữu Cầu đã nhắc nhở rất là nhiều lần là tù quan Nguyễn Bắc Truyện. Tù quan Nguyễn Bắc Truyện. Là Nguyễn Bắc Truyện đúng cảm ơn chính nhân. Nguyễn Bắc Truyện đã rời khỏi Hội Anh Em Dân Chủ từ lâu, từ đầu. Chỉ là có một vài cái buổi họp do bằng cái sự lôi kéo và nể tình của những người anh em thôi. Mà như vậy thôi Nguyễn Bắc Truyện phải lãnh án 10 năm tù. Quý vị có thấy một cái sự đớn đau, tội lỗi, và phải nói là tội lỗi tài trời, ngút trời của cái tên Nguyễn Văn Đài khốn nạn này hay không? Phải nói đây là một cái tên đê tiện chưa từng có, đê tiện chưa từng thấy. Tôi nói thật, nó còn đê tiện hơn cả cái tên Hoàng Duy Hùng nữa. Cái tên Hoàng Duy Hùng đó, hồi đó nó muốn dựa với cái lớp tuồng đấu tranh, thì nó có cái việc làm nó chỉ mạo danh, nó đứng dưới cái nickname này, nickname kia để nó mạo danh, để mà nó đánh tôi. Còn với cá nhân tôi đó, nó chỉ nói một điều mà tôi nhớ là cái cộng đồng ở Nam Bắc Cali có nhớ lời Hoàng Duy Hùng nói là đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh là tôi kính nhi diễn chi. Có nghĩa tôi đứng xa và tôi nhìn. Chứ chưa bao giờ Hoàng Duy Hùng có những cái ti tiện mà đến đổi như cái tên Nguyễn Văn Đài này. Nó khủng khiếp ngoài cái sức tưởng tượng của tôi. Mà phải nói là nó có thể nói là nó là tư cách là chủ tịch Hội Anh Em Dân Chủ rồi vân vân và vân vân. Và nói thật ra thì có thể là mình cũng đang phí thời giờ với những cái tên đó. Và những cái tên như vậy thì cái gì mà nó không làm được. Nó vì cái thủ đoạn, nó vì cái mục đích của nó là nó làm được tất cả. Nó làm được tất cả. Dạ thưa quý vị và các bạn. Cho nên những điều đây tôi không nói với tên Nguyễn Văn Đài, mà tôi chỉ muốn thưa lại với đồng bào anh em. Và tôi đã lấy xuống cái video của Nguyễn Văn Đài xong rồi. Và tôi sẽ để đó. Và Nguyễn Văn Đài nói rằng cái người biết cái chuyện này rất là rõ và người đó sẽ sắp ra tù rồi, đó là Phạm Văn Trội. Tôi muốn nói là Nguyễn Văn Đài đang muốn bỏ tù thêm Phạm Văn Trội đó, phải không? Đang muốn cuộc tội thêm Phạm Văn Trội đó, là muốn nói thêm cho Cộng sản biết rằng Phạm Văn Trội có liên hệ gì với tôi đó. Tôi bảo đảm với Nguyễn Văn Đài là Nguyễn Văn Đài không có thể nào hại được những người anh em đã chết ở trong tù như nguyện vọng của Nguyễn Văn Đài đâu nhé. Rồi đây những người anh em sẽ bước ra ngoài. Và bây giờ Nguyễn Văn Đài còn dựng chuyện là tôi đã bán đứng Lê Thanh Tùng, Trần Anh Kim rồi vân vân. Và Nguyễn Văn Đài thấy là nghĩ là cái chắc là cái lực lượng quốc dân dựng cờ dân chủ đó ở trong và ngoài nước họ chết hết rồi à. Họ không còn ai hết. Để cho Nguyễn Văn Đài tha hồ mà thao túng, mà chụp mũ, chụp nón và làm đủ những cái điều thương tổn cho người khác à. Rồi một ngày nào đó Nguyễn Văn Đài phải trả giá những cái gì mà Nguyễn Văn Đài đã làm cái tội ác ngày hôm nay. Không phải với tôi mà là với mọi người. Thưa quý vị và các bạn,
Đây là một cái việc làm mà chúng ta thấy là chính là Cộng sản nó đang muốn tạo ra, nó đưa ra ngoài những cái tên bỉ ổi như vậy để nó tạo cho nhiễu loạn cái cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta. Bây giờ các bạn có thấy một việc đó, ở trong nước hồi đó, đó ai cũng nói là tôi bị phong tỏa tài chánh, tôi bị thế này, tôi bị thế kia. Tôi đã lúc nào ai cũng nói là đã bị phong tỏa kinh tế, vân vân, và Cộng sản nó bao vây hết về kinh tế. Nhưng bước ra rồi á, cảm ơn Thanh Ngô rất là nhiều. Sự thật ra đó, mình không phải là từ chối tiền bạc của anh em, nhưng mà sự thật là mà nói là mình biết cái anh em bên ngoài bây giờ ai cũng là người khó khăn hết. Tôi có thể khẳng định với các bạn là bây giờ ở bên ngoài cái cộng đồng của chúng ta đó, ai cũng đang gặp nhiều khó khăn, mà gieo gánh nặng cho anh em thì không nên. Tôi chỉ muốn thưa để tránh cái trường hợp mà anh em có thể thương mình mà gây cái thêm cái gánh nặng cho anh em vậy thôi. Nhất là nếu là một người khác đó, người đã có biếu mình rồi thì được. Còn đằng này tôi thấy Tony Trần đó, mỗi lần tôi like đều có Tony Trần, đều có biếu tiền tôi đó, thì thật là tội quá. Cảm ơn cho bụi nha. Cảm ơn rất là nhiều những người anh em. Như tôi nói lại đó, là tôi thấy Tony Trần đó đã biếu tiền rất là nhiều lần, cho nên đó là tôi khuyên như vậy thôi. Và cũng có thể là sở dĩ tôi khuyên như vậy đó, cũng có thể tôi đoán được Tony Trần là ai nữa. Và tôi biết đó là những người anh em mà tôi không muốn cháu và dì tôi nhiều hơn nữa. Đó là lý do mà tôi lên tiếng như vậy đó. Mong là các bạn và anh em hiểu cho tôi. Và cảm ơn rất là nhiều các bạn thương mến. Thôi bây giờ mình quay trở lại đó. Bây giờ cảm ơn Kim Định rất là nhiều nha. Bây giờ mình quay trở lại. Bây giờ mình quay trở lại để trả lời những câu hỏi của các bạn. Và trước khi mà mình đang muốn thưa như thế này, xin quý vị và các bạn quan tâm cho trường hợp của những người anh em, đặc biệt là những người anh em nơi chốn lao tù. Chúng ta thật sự đã bỏ quên chính những người anh em đó. Và tôi nhắc Nguyễn Bắc Triển ở đây như là một cái điều mà tôi minh chứng là Nguyễn Bắc Triển là người đang tù quan. Và tôi cũng nghĩ rằng cái chế độ Cộng sản đó là họ cũng bất chấp cái sự thật, cho nên họ bỏ tù Nguyễn Bắc Triển. Tôi biết rất là rõ Nguyễn Bắc Triển không có liên quan gì đến Hội Anh Em Dân Chủ. Và thưa quý vị và các bạn, và tôi khẳng định là khi mà tôi hiểu rõ như vậy đó, là những người Cộng sản chắc chắn là họ hiểu chứ. Nhưng mà họ lấy cái cớ với cái lời khai của Nguyễn Văn Đài, họ bắt thêm một người còn hơn tha một người. Thà là họ giết lầm một người chứ không tha một người. Đó là cái chính sách của người Cộng sản. Chứ họ vẫn biết Nguyễn Bắc Triển không có liên quan gì trong cái vụ án của cái Hội Anh Em Dân Chủ này. Mà cái Hội Anh Em Dân Chủ này đó có làm cái gì để là cái vụ án đâu. Đây chỉ là một cái bẫy gài của Nguyễn Văn Đài, gài thành lập ra một tổ chức để mà chỉ điểm và quy tụ những người anh em khác để mà đưa họ vào tù. Hội Anh Em Dân Chủ đã làm được cái gì? Thưa quý vị và các bạn, nên đây là một cái sự rõ ràng là đúng là giết lầm chứ không có bỏ sót. Nên là chúng ta phải thấy rằng một cái âm mưu thủ đoạn và rất là đê tiện của những người đã có thể bán bạn vì cái quyền lợi của mình. Dạ thưa vâng, không biết các bạn nào có cái câu hỏi nào dành cho tôi không? Tôi quay trở lại là thưa các bạn. Ngày hôm qua đó tôi có một cái video để dẫn các bạn đi cái dọc đường biển. Nhưng mà trong cái video của tôi đó thì ở ngoài biển đó nó mờ quá, mà nên tôi bây giờ tôi phải về một cái nơi nó không có đường nét, nó mờ quá nên bắt buộc tôi phải gỡ xuống, và tôi phải về một cái nơi mà nó có một cái chỗ sinh hoạt và nó có một cái
một cái chỗ ở mà có một cái đốn, tóm lại là một cái quán, một cái tiệm, một cái nhà hàng ở trên cái đảo này, để mà có cái đường nét đó quý vị và các bạn, để thưa chuyện cùng quý vị và các bạn. Cho nên ở nơi này nó cũng tương đối là nó hơi ồn ào, và tôi phải đi tìm những cái nơi như thế này thì nó mới có đường nét. Còn cái chỗ ở của tôi thì nó không có, như bằng chứng là ngày hôm qua đó ra ngoài biển thì không có thấy gì hết trơn á, rồi nó mờ quá nên buộc lòng tôi phải gỡ xuống cái video đó. Và cảm ơn quý vị và các bạn ha. Vì tôi muốn thưa là tôi quý và thương Nguyễn Bắc Truyện ở cái tinh thần Nguyễn Bắc Truyện, cái tinh thần vì đồng đội của Nguyễn Bắc Truyện. Vì Nguyễn Bắc Truyện đã từng nói một câu mà tôi rất là tâm đắc, đó là tôi sẽ đấu tranh cho ông Nguyễn Hữu Cầu dầu phải chết. Nên là tôi nghĩ cái câu nói này của Nguyễn Bắc Truyện đã quá đủ. Rất tiếc là ông Nguyễn Hữu Cầu bây giờ ổng cũng sức khỏe cũng không có, không, cũng không có để mà nói về Nguyễn Bắc Truyện, cũng là một cái điều mà rất là xót xa cho Nguyễn Bắc Truyện. Nguyễn Bắc Truyện là người gào thét cho anh em, không phải riêng về Nguyễn Hữu Cầu, mà hầu như hồi đó tôi biết là đã gào thét cho rất nhiều người, và trong đó có ông Nguyễn Hữu Cầu. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta biết là Nguyễn Bắc Truyện đang ở tù, mà tù quan như vậy mà hầu như không có mấy người lên tiếng về cho Nguyễn Bắc Truyện. Bây giờ biết sao giờ, con người đã dấn thân và đã lựa chọn con đường dấn thân là mình phải chấp nhận đến cái mức tận cùng của mình, tận cùng của sự cô đơn. Và chính tôi cũng đã từng chấp nhận như vậy, cũng đã từng chấp nhận sự cô đơn và không sao cả. Thưa quý vị và các bạn, cho nên là mình cũng bây giờ nếu mà nói là khiều qua khiều lại thì nó chẳng biết bao giờ nó hết. Không khiều qua khiều lại thì không biết bao giờ nó hết chuyện. Tôi chẳng có khiều với một cái tên khốn nạn như vậy. Tôi chỉ vạch trần nó là một cái tên bỉ ổi và một cái thằng bán bạn, một cái thằng đã khai báo với cộng sản để mà bán Hội Anh Em Dân Chủ, và trong đó có bán những người anh em của tôi, đó là Nguyễn Bắc Truyện, là mục sư Nguyễn Trung Tôn và Phạm Văn Trội. Bây giờ còn những người nói thật ra, những cái vị khác mà những cái người rất là lẫm liệt như quý vị biết là Nguyễn Văn Túc hay là Nguyễn Trung Trực, là Trương Minh Đức. Nhưng mà tôi nói thật là tôi không có quen nhiều với những người anh em này, tôi chỉ biết tên tuổi người anh em thôi, nên tôi không dám nói những điều người anh em có quan hay là không. Nhưng tôi khẳng định với quý vị, những người tôi biết họ thật sự là quan, ngay cả Phạm Văn Trội luôn, đều là những người tù quan, tù quan. Còn mục sư Nguyễn Trung Tôn á, là tù vì tin bạn, tù vì lầm tin một cái tên phản phúc như vậy. Mục sư Nguyễn Trung Tôn á, là vì quá đạo đức nhân nghĩa và lầm tin một cái tên phản phúc khốn nạn đã đưa đến một cái hậu quả thê thảm ngày hôm nay. Nên là tóm lại đó, quý vị thấy là những cái kênh ở ngoài hải ngoại đó, thì chúng ta tâm đắc cái kênh mà của em, mà của em Jan Phạm đó. Đấy là một cái kênh của tuổi trẻ Việt Nam mà có những cái nhận thức sắc bén và sâu sắc nhất, và các bạn vào những cái kênh đó để hỗ trợ cho em, để thấy rằng còn có một cái tiếng nói lẫm liệt của tuổi trẻ Việt Nam trong và ngoài nước. Tất nhiên em chỉ là một trong những cái tiếng nói mà cất lên thôi, còn hàng muôn hàng ngàn tuổi trẻ Việt Nam họ còn hiểu biết thâm thúy hơn nữa. Nhưng mà họ không, họ mỗi người một cái vị trí thôi các bạn. Dạ bây giờ không biết là hồi nãy giờ ở đây á, mình nói tản mạc cũng hơi rất là nhiều rồi, 50 phút rồi các bạn ơi. Cô bác anh chị còn nhớ câu nói của để cho anh nhớ cái câu nói của ông gì, để cho anh nhớ
Ông đợi cho anh nè, cho anh nhớ, cho anh phải nhớ lại mới được. Cái câu nói gì mà triệu người vui triệu người buồn của ai nói ông bà các anh chị và các em? À, triệu người vui triệu người buồn là ai ha? Võ Văn Kiệt. À, Trang không quên đâu. Trang chỉ quên một lúc nào đó thôi, rồi Trang sẽ nhớ. Nguyên thủ tướng của Cộng sản Việt Nam, ông Võ Văn Kiệt đã từng nói nè. Một sự kiện liên quan tới chiến tranh khi nhắc lại có hàng triệu người vui và hàng triệu người buồn. Phải không? Chính ông nói đúng không? Ông nói tiếp là đó là một cái vết thương chung của dân tộc cần được giữ lành, thay vì lại tiếp tục làm nó thêm rỉ máu. À, cho anh nhớ rất rõ, ông nói câu đó vào năm 2005. Phải không? Hỏi một câu thôi nè, ông bà các anh chị các em. Ai làm cho dân tộc này rỉ máu? Sao ông không nói? Trước khi ông đi, ông cũng ráng ông nói cho rõ nó. Phải không? Để cho con cháu tụi tôi biết. Ai làm cho cái dân tộc này rỉ máu? Ông bà các anh chị và các em. Một lũ quái thai cộng sản miền Bắc đem cái chủ nghĩa quái thai này về, từ đó mới gây ra một cái tang thương cho cái dân tộc Việt Nam này, và nói một nỗi bất hạnh tới giờ này vẫn trùm trên đầu dân tộc của chúng ta. Nó tàn lỗi đến nỗi mà nó thua cả Lào và Campuchia nữa. Ai dám chối cãi điều này? Cả thế giới ai cũng nhìn thấy. Nước Việt Nam bây giờ còn thua Lào và Campuchia. Người dân Việt Nam bây giờ vẫn đi làm công làm mướn cho cả Lào và Campuchia. Cho nói sai điều gì không? Ông bà các anh chị và các em. Cho nên những cái lời nói mà gọi là xảo ngôn xảo ngữ, vết thương chung của dân tộc, cái nào là chung, cái gì chung với tụi bay? Tụi bay là một cái thứ cộng sản, một chủ nghĩa quái thai, làm sao chung với tụi bay được? Cần được chữa lành thay vì tiếp tục làm cho nó rỉ máu, nghe mắc cười không? Tự động ở đâu vô cướp miền Nam, gây một cuộc chiến tranh tan tóc như vậy, hàng triệu người phải bỏ mạng một cái chủ nghĩa vô thần đó, rồi bây giờ rỉ máu, ai làm rỉ máu? Tụi nó chứ ai? À, ông bà các anh chị các em, rồi bây giờ sao? Hòa hợp, hòa giải con khỉ khô gì? Tụi bay ráng mà hòa hợp, hòa giải dân tộc ở trong nước trước đã. Ở trong nước tụi bay trước đã. Hả, ông bà các anh chị và các em? Trời ơi, chia rẽ, trù dập, nghe không? Trên gọi từ đúng không? Trù dập người ta. Rồi chia rẽ tôn giáo. Rồi gì? Đàn áp tôn giáo. Làm đủ mọi mưu hèn và kế bẩn, tới giờ này vẫn còn làm, tới giờ này vẫn đi cướp đất cướp nhà của dân. Đã. Ông bà các anh chị và các em, ngày xưa ở miền Nam, Phật giáo Hòa Hảo, đạo Cao Đài, thiếu gì người ta thờ phượng tự do, tức là sao? Tự do tôn giáo. Nhưng mà những người đó họ không thể nào theo cộng sản được, cho nên sao? Bị cộng sản rình mò bắt bớ, đàn áp tra tấn và giết hại một cách là gọi là gì? Ghê rợn, mọi rợ. Cái điều đó ai mà không biết, ông bà các anh chị và các em. Ngay cả Đức Huỳnh Phú Sổ, cho anh hay nhắc hoài, bị chặt từng khúc mà thả trôi sông mà. Tại sao vậy? Tại vì không theo cộng sản. Rồi giờ này sao? Giờ này một lũ nón cối, một cái lũ mà đầu trọc trá hình, muốn hoạt động được ở đất nước chữ ếch này thì phải làm gì? Thì phải vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đó là một cái tổ chức trá hình của cộng sản. Còn nếu ai mà vượt ngoài cái tổ chức đó là đều coi như là chống phá lại nhà nước. Cho nói đúng không? Cho nên sao? Cái chữ rỉ máu mà ông Kiệt dùng rất đúng. Rỉ máu, cái vết thương đó chắc chắn sẽ còn rỉ hoài. Là tại vì còn cái chế độ của mọi rợ của tụi bay, cái thứ cộng sản của tụi bay. Cho nên cái vết thương đó làm sao lành được? Bắt tay hòa hợp hòa giải để làm cái gì? Khi máu vẫn đang chảy ra, vết thương vẫn rỉ máu chảy hàng ngày đó, vậy bắt tay làm gì? Nhìn trên màn hình trên có câu trả lời đó, nhìn trên màn hình trên có câu trả lời đó, để làm gì? Đô la, cái tay giang cánh tay dài ra để mà hốt đô la chứ cái con khỉ mốc gì. Trời ơi, ông bà các anh chị các em, giờ này mà còn không biết Việt Cộng, cái bản chất của Việt Cộng mà. Che nói 2 năm mấy qua dù ít ỏi, dù thời gian ít ỏi mới có hơn 2 năm thôi. À, nhưng mà Chen đã biết tổng tòng tông hết rồi. Tương lai của nó làm sao Chen cũng biết luôn. Chen cũng rành hết rồi, ông bà các anh chị và các em. Chỉ có gì? Đô la thôi chứ là cái khỉ mốc gì.
À, cho nên ông bà các anh thấy không, cái gì cũng phải là cái gì, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội chữ thập đỏ, rồi tất cả mọi thứ tụi bay trùm hết, tụi bay nắm hết, nội mà 800 tờ báo và đài truyền hình, mấy chục ngàn lá bông bí là đủ biết tụi bay làm sao rồi. Tụi bay kêu người ta hãy bắt tay về xây dựng quê hương tụi bay giàu mạnh. Ai giàu, ai mạnh. Ví dụ cha nói, ơ đồng bào hải ngoại ơi, chúng ta bây giờ chúng ta hãy về xây dựng lại quê hương giàu mạnh đi. Ai giàu và ai mạnh? Nào trả lời cho cha đi ông bà các anh chị em. Nếu mà chúng ta chịu về bắt tay với nó thì ai giàu? Đảng giàu. Đảng giàu và nước thì rất mạnh. Đúng rồi, phá nát hết rồi. Chỗ nào cũng phá hết. Cha nói cái này cho các bạn trẻ nè. Các bạn trẻ thôi, những cô chú bác lớn tuổi rồi, nghe không? Họ cũng nói với Chen là họ gần đất xa trời rồi. Chen đặt mục tiêu là các bạn trẻ. Chen hỏi các bạn nè, bây giờ ngay cột mốc này, ngày 9 tháng 9 năm 2022, trời mưa xuống, chỗ nào cũng nước ngập lên tới bụng, đúng không? Chen hỏi các bạn một câu thôi, ráng 5 năm nữa, 10 năm nữa sẽ như thế nào? Sẽ hết nước ngập à? Sẽ hết nước ngập à? Nhìn đi, hãy nhìn cái tương lai của con cháu mình đi. Đó. Nó phá tới nước đó rồi đó. Nó ăn tàn, phá hoại tới đó. Nó còn sản xuất được có ốc vít nào đâu. Chỉ đào mỏ, chỉ đào hầm thôi. Nghe không? Đào mỏ, đào hầm để bán riết. Không còn một cái tài nguyên khoáng sản gì của thuộc về dân tộc cả. Rồi đời con, cái cháu các bạn ăn cái gì? Đợi mà nước ngập để mà đi lấy cái cần câu câu. Nước ngập giữa đường phố á, lấy cái xuồng nhỏ mà chèo câu cá ăn. Chứ làm gì? Từ từ sẽ thấy. Những gì tôi nói các bạn không tin, các bạn ngồi đó cứ ngồi bưng bô cho cái chế độ đó, ai hưởng? Đời con đời cháu các bạn sẽ hưởng. Bây giờ nước ngập tới đó, ráng vài năm nữa coi nó ngập tới đâu. Mới đây có vụ cháy quán karaoke, ba mấy người chết chưa nhiều. Hở hở ra ở Mỹ kìa, bắn súng kìa, giết mấy người rồi kìa. Thấy ghê chưa? Thấy ghê chưa? Ở từ bản đồ nghe ghê chưa? Ừ. Tụi bay nghĩ rằng tụi bay an toàn à? Tụi bay nói người ta cầm súng giết một cái số nhỏ lẻ thôi. Tại vì nên nhớ rằng cái tiểu bang California nó còn bự hơn đất nước Việt Nam nữa. Mà cái đất nước Mỹ này tới 50 cái tiểu bang vậy đó. À, một chỗ bắn súng thì là cái gì? Còn tụi bay ngon lắm hả? Trái cái chạy đâu? Thấy không? Các bạn chị em nhìn nè. Cái cơ sở hạ tầng nè, cách xây dựng của nó nè, phải thứ ngu dốt không à. Có biết khỉ gì mà làm mà tính trước đâu. Tức là sao? Làm để cho cái kiểu mà nước tới chân mới nhảy. Cái kiểu không biết là ngày mai như thế nào. Cất một cái căn nhà, xây một cái khu phố, đường nước ống thoát thì không có. Có cháy một cái cũng chết chìm ở trong. Chạy đâu? Bây giờ cha nói nè, ở cái thành hồ, mỗi lần cháy một cái, đồng bào mình chạy chỗ nào? Một căn nhà vậy không có lối thoát hiểm. Hẻm hút thì xây hết rồi, chỗ nào cũng kín mít hết á. Chạy ở đâu? Rồi 5-10 năm nữa dân số sẽ tăng lên ha. Dân số tại vì sao biết không? Sống sung sướng quá, thiên đường mà. Thấy không? Sáng cơm sườn, chiều karaoke, sướng quá nên đẻ. Thấy không? Đẻ nhiều nhiều lên, rồi sao dân số sẽ tăng lên. Rồi đường xá thì cứ chặt cứng vậy á. Giờ này là đã chặt rồi. Thấy không? Toàn là xe máy không. Toàn xe máy không à. Chen chúc nhau vậy á. Bởi đặt khoe mua xe hơi. Xe hơi chạy đâu? Chạy trong nước ngập chơi hay làm gì? Mua tàu ngầm đi. Đừng có khoe với tôi nữa. Ráng mua mấy chiếc tàu ngầm để về mốc nước ngập mà chạy. Chứ chạy khoe gì mà xe Rolls Royce rồi khoe chi vậy? Mắc cỡ à. Con bà các anh chị kèm rồi sao? 5-10 năm nữa đường xá sẽ sao? Sẽ đập nhà để xây à? Sẽ giải phóng mặt bằng để mở đường ra cho dân à? Từ từ rồi sẽ nếm mùi thôi. Phải không? Bây giờ đã nhìn thấy cảnh quan tàn rồi đó. Cho nó nhìn thấy rồi, nhìn ra rồi đó. Mà tại sao cái lũ này nó không lo? Mà tối ngày đi lo kiếm tiền đô để làm gì vậy? Kiếm tiền đô làm chi vậy? Để đem ngược ra thứ tư bản cất chứ làm gì? Trời ơi, nói ra ai không biết, ông bà các anh chị các em nó tổng tòng tông hết rồi. Đừng có chửi Mỹ ngu. Nhiều người chửi Mỹ ngu lắm. Cho mấy người này người kia nhập vô Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ mà. Sao không cho đủ thứ sắc dân sắc tộc ở đây nè? Chửi người ta ngu. Và các anh chị các em cho nói nghe, bây giờ nói tới vấn đề gì? Cái hòa hợp của dân tộc, Chen sẽ nói đi lại hoài. Chen sẽ nói đi nói lại hoài.
chứ không phải là bữa nay là không, là xong. Bây giờ Chen nói cái màn hình của Chen có một cánh tay nói dài ra đúng không? Dương dài ra, dương xa ra để đớp đô la. Đây là cái vấn đề mà chúng ta cần phải nói nè. Từ khúc nào, từ lúc nào lại xuất hiện cái chữ tù nhân lương tâm và tù nhân lương tháng? Giống như cái luận điệu của nó nói rằng, nghe Chen đọc lại nè. Việt Nam, truyền thống của dân tộc ta là nhân văn, thể hiện ý chí, ý nghĩa của sự đoàn kết. Không ai bị phân biệt đối xử hết đó. Trong đời sống chính trị, nghe nha, đời sống chính trị, đời sống dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội, coi như là chung hết của một xã hội đó. Chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội, ha, chung hết ha. Không ai bị phân biệt đối xử hết đó. Mắc cỡ là chỗ này nữa, tức là bố láo bố líu chỗ này nữa. Bây giờ nè, 10 người dân, Chen nghĩ là 8 thôi, 8 người dân là có một thằng công an chìm. Nó đi sát ở trong quần chúng ta rồi. Ông bà, các anh chị và các em, xin lỗi nha, Chen xin lỗi nha, phải dùng cái từ cho nó chính xác. Chỉ cần vài người dân, 18 đến 10 người dân là có một thằng công an chìm, nó đội, nó mang quần áo thường thôi. Thấy không? Giống như tao là lãng tử vậy, ngồi uống cà phê chơi vậy đó. Đi mấy quán cà phê ngồi chơi chơi vậy đó. Tao vô chợ rồi tao mua cục thịt chơi vậy đó, giả bộ vậy đó, để làm gì biết không? Để rình mò. Để rình mò. Coi coi có ai có tư tưởng phản động không? Tư tưởng chống phá gì không? Để diệt từ trong trứng nước. Vậy chứ sao? Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị dân sự đâu. Phúc Niệm nói là đây là đất nước tự do, dân chủ, chúng tôi phản đối. Chứ đồ tài giọng của Phúc Niệm á, đây là một nước dân chủ, chúng tôi phản đối. Chứ đồ tài đúng rồi, tụi bay dân chủ lắm. Vậy sao có tù nhân lương tâm đi lương tháng là sao? Ủa kỳ vậy. Bây giờ ngồi tới xét tới vấn đề này. Ông bà các anh chị em nghe, Chen đã từng nói một câu và Chen sẽ không bao giờ thay đổi cái câu nói này. Bất cứ một cái nhân vật đối tượng nào được cộng sản lăng xê, báo chí rầm rộ, trao giải thưởng này giải thưởng kia, đi ra bên nước ngoài, đều là cánh tay nói dài của cộng sản. Bữa nay Chen lặp lại một lần nữa và Chen không bao giờ thay đổi cái ý định này, cái nhận định này. Chen chỉ muốn để cho ông bà cô chú bác phải lấy cặp mắt và sự nhận định của mình để nhìn ra từng người từng người. Còn đó là cái lập trường của Chen. Bởi vì sao vậy? Bây giờ có hai khía cạnh để nói. Một là tại sao lại xuất hiện lũ tù nhân lương tháng ha. Ông bà các anh chị các em, nếu đồng bào đi xuống đường cầm cái biểu ngữ phản đối Formosa, phản đối thuê Trung Cộng thuê đất 995 thì sẽ bị bắt vô tù đúng không? Nhiều lắm. Hồi 2018 gì đó, 16, 18 gì đó, cuộc biểu tình đó đó, phản đối Phật Mô Sà. Công an đồ, mặc đồ thường dân trà trộn vô ức hiếp đồng bào, rồi nhốt một mớ người trong cái nhà tù của Cộng sản. Nhưng tại sao? Nhưng tại sao lại có vài thành phần thôi à? Được chọn lựa để báo chí đăng lên. Rồi sao? Ôi, nhân quyền, giải thưởng nhân quyền, giải thưởng gì đó để sao? Để đi cái vé đi qua bên Mỹ hoặc là những nước khác. Tại sao vậy? Đồng bào mình có đặt câu hỏi không? Nếu ai mà xuống đường phản đối, nếu mà ai phản đối thằng Tàu mà bị bắt hết rồi sẽ được đi qua Mỹ hết, thì Chen cũng khuyên đồng bào của mình 98 triệu dân hãy xuống đường hết đi để được cái vé đi qua Mỹ hết cho nó sướng. Ở Cộng sản làm cái gì? Chen nói đúng không? Ở với Cộng sản để làm cái gì? Đồng bào của mình, cô chú bác anh chị em trong nước Việt Nam có biết rằng được đi qua xứ tư bản dãy chết là một may mắn lắm hay không? Chen dám nói một câu như vậy đó. Tại vì cô chú bác anh chị em sống trong nước chưa có cơ hội được đi qua cái xứ tư bản dãy chết như thế nào. Nên Chen nói cho mọi người biết, được thoát khỏi đất nước Việt Nam mà ra cái đất nước tư bản dãy chết này là một may mắn lớn của con người. Bởi vì hãy nhìn cái biên giới Mexico và Mỹ đi. Hàng ngàn người phải bỏ nhà bỏ cửa để chờ được rước vào nước Mỹ này nè. Người ta thèm đến như vậy đó. Cho nên mình thấy nè, biết bao nhiêu đứa đi du học sinh đó, có đứa nào muốn về không? Cũng tìm cách kết hôn đồ đủ thứ, tìm cách rồi sao? Đi diện
đi cái diện hợp tác lao động, đi đủ thứ, đi cái diện đầu tư rồi đây đó, đâu có ai về đâu. Đồng bào mình hiểu rồi ha, tư bản dễ chết nó như vậy đó, vô rồi không ai muốn đi hết á. Nhưng mà tại sao, tại sao biết bao nhiêu người biểu tình như vậy, biết bao nhiêu người được nhốt trong nhà tù cộng sản một cách vinh hạnh như vậy, mà tại sao được vài đứa được chọn để được đi qua Mỹ hay đi qua Đức hay đi đâu đó, tại sao vậy? Đồng bào mình không mới đặt câu hỏi à, không đặt câu hỏi à. Vậy cho anh hỏi một câu nữa nè, ủa mày chống tao mà, mày chống tao mà tao mới bắt mày mà, vậy mà tao cho mày đi qua bên bên Mỹ, bên Đức cho mày sướng, ủa sao kỳ vậy? Vậy cộng sản nó thương quá, nó rất thương những người mà biểu tình chống cộng, nó thương lắm, nó mới cho đi ra nước Mỹ ở cho sướng. Vậy thì đồng bào mình đứng dậy biểu tình hết đi, đi hết đi, coi nó cho đi không. Đồng bào mình không nhìn ra cho nói cái gì à. Một câu nói nữa, những kẻ mà được báo chí tung hô và lựa chọn, chắc chắn nó đã mang sẵn một cái nhiệm vụ của nó, và nó là một cánh tay nối dài ra tới hải ngoại để thực thi cái nhiệm vụ của nó. Nhiệm vụ của nó là gì? Chửi cộng sản thiệt nhiều, chống cộng sản thật nhiều, gom tiền thật nhiều, ông bà các anh chị em, rồi sau đó phá hoại thật nhiều. Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cho nói nhân vật đó nổi tiếng lắm, ai cũng biết hết. Vì sao mà bà ta lại lộ ra vừa qua bên tới Mỹ lại nói rằng chúng tôi Quỳnh vẫn theo sát sự chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nhớ không? Cho anh đưa cái video lên rồi, bằng chứng còn giữ ở đó không mất đi được đâu. Mà vì sao vậy? Vì sao phải lộ mặt, bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh phải lộ mặt ra để cho chúng chửi? Ông bà các anh chị em, mưu mô của cộng sản nó không đơn giản như đồng bào mình nghĩ. Cái thói mà mưu hèn kế bẩn và mọi rợ của nó, bản chất của nó không có đơn giản như chúng ta nghĩ. Bữa nay tao đưa 3-4 đứa ra, đứa này phải làm nhiệm vụ là phải bị chửi, phải lên nói rằng phải dẫn theo cái sự chỉ đạo của Nguyễn Xuân Phúc để cho dân tập trung vô đó chửi. Để làm gì? Để còn lại những đứa kia nó trong sáng lắm, nó trong sạch lắm, nó thiệt, nó là tù nhân lương tâm thiệt. Còn con nhỏ này nè, nó lộ rồi nè, nó đóng vai tù nhân lương tâm giả để cho người ta tập trung chửi nó, để còn lại những đứa kia là tù nhân lương tâm thiệt, đừng có chửi nó. Chỉ con nhỏ này thôi à, con nhỏ này thôi à, cái chiêu trò cộng sản không bà các chị các em, nó thí mạng nhưng mà nó được cái vé đi qua Mỹ ngon gần chết luôn. Cộng sản nó thương quá trời đi, đồng bào mình cứ xuống đường biểu tình đi, nó thương dữ lắm, nó sẽ cho cái vé đi ra nước ngoài ở, thấy không? Thấy mấy con nhỏ, mấy đứa nào ở nhà tù không, luật sư rồi, nhà văn, nhà báo rồi, dữ dội. Còn cái thằng cha gì hồi trước tuyệt thực á, tuyệt thực 70 ngày trong nhà tù cộng sản đâu rồi ha, hình như chắc cũng đi qua Mỹ rồi ha. Ông bà các chị còn nhớ cái tên người đó không? Nhắc cho anh với, nhiều khi đông quá, tù nhân lương tháng nó đông quá chứ anh không nhớ. Ủa rồi sao rồi, tuyệt thực 70 ngày luôn á, chứ anh nhớ anh có đưa cái video đó. Xong rồi sao, trắng trẻo mập mạp, ôi ở trong nhà tù mà có tivi, xài Facebook không, có đủ thứ cơ ngơi để sống bình thường, rồi xong rồi tuyệt thực nữa đó chứ, yêu nước quá. Bây giờ đâu rồi, đi Mỹ chưa đó? Ông bà các chị em thấy không, cái cánh tay nó dài ra để làm gì vậy? Để giải phóng người ta. Chắc thích là sao? Cấy thật nhiều. Rồi cái đám tù nhân lương tháng này làm gì? Nó sẽ tiếp tục, nó kêu gọi để phóng thích thêm nhiều tù nhân lương tháng nữa để đi nước ngoài nữa, để càng có thêm một cái số lượng đông đảo của những con nhộng đỏ, cứ cấy càng nhiều càng tốt. Đó là cái âm mưu của cộng sản. Để làm gì? Đầu tiên là phải đô la để bảo vệ cái chế độ này, để còn có một chút kinh phí để nuôi. Để nuôi, đó là cái gì? Nó lo lót đường sẵn hết rồi. Bây giờ cho anh hỏi một câu nữa nè, ủa, bạn yêu nước mà, bạn yêu nước sao bạn đi Mỹ chi vậy? Bạn đi qua Đức đồn chi vậy? Bạn có lòng yêu nước mà, lý tưởng của bạn lớn quá mà, bạn ở nhà tù cộng sản nữa mà, phải không? Bạn xuống đường biểu tình vì dân, vì nước mà, sao bạn bỏ đi chi vậy? Bạn không thương dân à? Sao bạn bỏ người dân coi cút như vậy? Nếu mà bạn thương dân, bạn phải ở lại cùng cam chịu khổ với dân lành. Các bạn hiểu không? Mấy bạn tù nhân lương tháng, các bạn qua mặt ai vậy? Các bạn không qua mặt được một đứa con nít như tôi đâu.
và nhiều người khác nữa, tại người ta chưa nói thôi. Và trong đó có ai? Có cái nước Mỹ này. Có nước Mỹ này. Chứ đừng có nghĩ rằng mang cái nhãn mác tù nhân này nọ đi qua cái diện là gọi là cái gì? Diện tị nạn chính trị là bình thường đâu. Ông bà các cha em nên nhớ nè, đây là đất nước Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Có nhiều diện lắm, diện kết hôn mà, diện tị nạn cộng sản rồi phải không? Tị nạn chính trị rồi, rồi diện của đầu tư, hợp tác lao động cái gì đó, nhiều diện lắm, mỗi một diện đều có cái luật của nó. Tưởng đâu qua được bên này muốn tung hoành, muốn làm gì làm hả? Ông bà các anh chị em, cộng sản á, nó còn ngu cái chỗ đó đó, nó tưởng là nó lừa được người ta rồi. Nhưng mà không phải như vậy. Nó muôn đời không lừa được ai đâu, nó chỉ lừa được những người dân ngu khu đen thôi. Tại vì cái chính sách ngu dân của nó chúng ta không nói, nên chúng ta ai cũng biết chuyện đó rồi. Cho nên hỏi ông bà các anh chị một câu, tụi bay chống cộng, tụi bay chống lại bọn tà quyền cộng sản, tại sao tụi bay đi nước ngoài để làm cái gì? Đi ra nước ngoài là làm được cái gì? Làm gì? Lên làm YouTube hả? Chửi hả? Lên ngồi chống cộng hả? Lên ngồi quyên góp tiền hả? Làm gì? Làm gì đâu, nói nghe coi. Cho anh hỏi một lũ tù nhân lương tháng tụi bay đi qua được xứ phương Tây rồi, xứ tự do rồi, tụi bay làm cái gì? Làm gì? Đưa ra cái giải pháp nào giúp dân ở trong nước, hay tụi bay sống sung sướng giàu sụ, nội mà tiền của đồng bào mà quyên góp tụi bay ăn không hết. Tụi bay làm gì giúp dân lành ở trong nước à? Rồi năm này qua năm nọ, rồi tháng này qua tháng nọ, đồng bào mình ở trong nước vẫn bị cướp đất cướp nhà, vẫn sống trong một cái ngục tù tồi tàn của cộng sản. Những người dân thấp cổ bé họng, những lê lết trên đường phố. Tụi bay làm cái gì? Tụi bay yêu nước mà tụi bay bỏ dân đi vậy? Trời ơi, ông bà anh chị em, quá dễ hiểu để nhìn ra. Cha nói rồi một câu rồi, bất cứ một kẻ nào, một cái nhóm nào, một đối tượng nào, cá nhân nào được cộng sản lăng xê báo chí rầm rầm rộ rộ, được trao giải này trao giải nọ, rồi cuối cùng đi qua bên xứ tư bản nghỉ chết, đều là cánh tay dài của cộng sản. Tại vì sao? Biết bao nhiêu anh chị yêu nước thật sự còn sống trong ngục tù cộng sản, còn chết dần chết mòn ở trong đó đó. Tại sao nó chọn những người này? Tại sao những người này được đi mà những người kia không được đi? Đồng bào mình phải đặt câu hỏi. Càng đặt câu hỏi, càng phải có thắc mắc để tự phải đi tìm câu trả lời. Từ đó mới có một cái nhận định để nhìn ra, lấy con mắt của mình để nhìn ra được cái vấn đề đó. Và chanh là như vậy. Chanh phải đặt một câu hỏi là, ủa tại sao kỳ vậy ha? Tại sao kỳ vậy? Còn bao nhiêu, còn biết bao nhiêu người trong nhà tù cộng sản sao không được qua Mỹ? Nếu mà ai cũng được đi như vậy, được thoát khỏi cái chế độ cộng sản như vậy, thì đồng bào mình chanh khuyên là hãy đứng lên hết. Bắc Trung Nam gần 100 triệu dân, đứng lên biểu tình đi để được đi xuất ngoại. Đâu có dễ như vậy. Những người mà được đi là những người đã được chọn lựa. Đó là ý chanh muốn nói. Và chanh muốn đánh thức ông bà các anh chị và các em, những cô chú bác có lý tưởng cho quê hương Việt Nam. Những kẻ được đi là những kẻ đã được chọn lựa. Một câu này chanh nhắc nữa, bất cứ một kẻ nào đã ở trong nhà tù cộng sản rồi sau đó được thả ra đi nước ngoài, là chúng ta phải đặt câu hỏi và phải để ý kẻ đó. Không có tù con khỉ gì đâu, ông bà các anh chị và các em, thật sự là vô để học, để huấn luyện. Học để huấn luyện thôi, tù cái con khỉ gì. Đối tượng này phải được đi ra cho nước đó, đối tượng kia phải đi qua nước này. Nhiệm vụ mày là gì, là gì? Ta sẽ cho mày đi, ta sẽ cho mày đi, mày được sống ở xứ sung sướng. Rồi làm gì? Cứu nước à? Đi tìm đường cứu nước à? Tự động cái nó bắt vô tù bởi vì chống đối nó, rồi tự động nó cho cái vé đi qua xứ sung sướng để ở à? Hỡi đâu có đơn giản vậy. Và các anh chị các em, nếu mà cộng sản nó tốt bụng như vậy, nó thương những người chống cộng, chống nó như vậy, thì có gì đâu nói. Nó thương quá nó mới thả cho mấy người đó qua Mỹ ở chơi. Trời ơi, đừng có khờ ông bà các anh chị và các em. Chanh cũng khờ lắm á. Chanh cũng là một đứa con gái khờ lắm á, cần phải học nhiều lắm á. Mà chanh còn nhìn ra cái chiêu trò của tụi nó. Ông bà các anh chị các em, chanh mong rằng cứ mỗi một lần mà chúng ta cùng với nhau mà một cái buổi livestream như vậy, mình nói một cái vấn đề nào đó, mình hãy thức tỉnh. Nói tới lúc đó, thức tỉnh được lúc đó. Đừng bao giờ bị cộng sản lừa nữa. Thấy không? Đừng bao giờ bị lừa nữa, ông bà các anh chị và các em. Thật sự ra đầu tiên cũng chỉ là đô la thôi. À, cha nói với ông bà các anh chị và các em ha. À, một cái vấn đề nữa, cánh tay nói dài,
tù nhân lương tháng. Dù bữa nay Trang nói không có hết, Trang sắp hết giờ nói rồi, 1 tiếng 26 phút rồi, còn mấy phút cuối cùng Trang nói với bà các anh chị em rồi thứ tuần tới mình sẽ nói nữa. Mình cứ nói hoài, nói hoài, nói hoài vậy đó. Cái vấn đề này nữa, hồi nãy Trang có nhắc tới là nghĩa tử là nghĩa tận đó. Trang cũng giải thích với bà các anh chị em rồi cái suy nghĩ của Trang. Bất cứ một kẻ nào, một đối tượng nào ăn cơm quốc gia mà thờ ma cộng sản, mà góp phần để cho cái băng cướp này nó vào cướp miền Nam Việt Nam, nó gây tang thương tang tóc cho đồng bào và bao nhiêu triệu triệu người phải chết dưới cộng sản này, thì đừng có dùng cái câu nghĩa tử là nghĩa tận với những kẻ đó. Trang dám khẳng định một câu như vậy. Cái câu nghĩa tử là nghĩa tận chỉ là một cái cớ để lấp liếm, để là cái câu gì, hãy xóa bỏ quá khứ và cùng với nhau xây dựng tương lai. Đó cũng là một chiêu trò của hòa hợp, hòa giải dân tộc. Không bao giờ tha thứ được cho những kẻ đã góp phần, đã gây ra những cái chết mà phải nói rằng vô tội của biết bao nhiêu người dân lành, của cả đồng bào miền Bắc và miền Nam. Chứ nói với bà các anh chị em rồi, bọn cộng sản đã lợi dụng cái xương máu của con người để vào, để cướp được miền Nam, để nhuộm đỏ đất nước Việt Nam bằng chủ nghĩa cộng sản, trong đó có cả con em của người đồng bào miền Bắc. Rốt cuộc rồi sao? Tụi nó lừa, tụi nó dùng xương máu để tụi nó đạt được mục đích. Xong rồi ở ngoài miền Bắc bây giờ cũng bị cướp đất cướp nhà. Miền Bắc bây giờ người dân cũng bị cướp đất cướp nhà như thường. Nghe không? Đừng có nói rằng nhân đạo, nhân văn, không phân biệt. Chúng ta phải cùng với nhau nắm tay để xây dựng tương lai tốt đẹp hơn. Dẹp đi, dẹp đi. Chúng ta bữa nay cho nói được tới đâu hay tới đó, cắt đứt cái sợi dây này ngay tại chỗ. Cái sợi dây bố láo bố liếu, cái thứ mà hòa hợp, hòa giải dân tộc, trá hình này. Tin cộng sản là tự sát. Ông bà các anh chị em, tin cộng sản là tự sát. Và cũng đã bao nhiêu năm rồi, cái nghị quyết này, cho nói thẳng một câu luôn, tụi bay đã thất bại thảm hại. Tụi bay đã thất bại thảm hại bởi vì tụi bay nghĩ rằng tụi bay đợi thế hệ những cô chú bác mất đi, những người dưới tàu vượt biên đó, họ đợi những người đó mất đi, họ nghĩ rằng thế hệ thứ hai, thứ ba sẽ chẳng biết khỉ gì đâu. Cho nên sẽ sao? Sẽ về Việt Nam đóng góp tài, trí, lực để cùng với nhau góp phần để làm cho đất nước giàu mạnh. Xin lỗi, tụi bay giàu chứ không phải dân giàu. Không có ai mà, cho nói bà các em nè, nếu mà có lương tâm đạo đức, không một ai mà có thể về mà làm ăn với cộng sản. Chỉ có một duy nhất thôi là tham. Những kẻ tham danh và lợi mới bắt tay làm ăn với cộng sản mà thôi. Còn những người có lương tâm, lương tri của một con người, không một ai làm ăn với cộng sản cả. Trên dám khẳng định một câu như vậy. Trên dám khẳng định một câu như vậy. Chỉ có là tham, danh và lợi thôi. Trên còn nói thẳng hết, một lũ hài nô ca nô bất cứ gì đó đi về Việt Nam để làm gì? Để kiếm chát, kiếm cháo, để kiếm danh, kiếm lợi. Tới hồi mà đi rồi đó, hết một cái kiếp con người cũng bị nguyền rủa thôi. Đó là cái giá phải trả. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta đang nhìn thấy một thực tế là cái chủ nghĩa cộng sản quái thai này, dị dạng này, mọi rợ này, nó đã đưa dân tộc Việt Nam này xuống tới một cái sự tàn lụi rồi. Bà các anh chị các em không bao giờ ngóc đầu lên nổi. Cho nó thẳng luôn, còn cái lũ mà bưng bô rồi đó, cái lũ mà vút vút nịnh nịnh thì kệ bà nó, cái thứ ngu thì để nó cứ sống với cộng sản đi. Ông bà các anh chị các em, tới lúc mà nó cầm tiền nó đi du lịch á, nó đi ở mấy cái chỗ mà hải quan á, người ta nhìn cái passport của nó, nó sẽ biết cái giá trị nó nằm ở đâu. Đó là cái giá phải trả để bưng bô cho một cái chế độ này. Ông bà các em thấy không? Cầm cái passport của Việt Cộng đi đâu? Đi nước nào? Rồi người ta ghê tởm cỡ nào không? Cái nón cối dép râu đó, đi tới đâu cũng ăn cắp ăn trộm thôi. Nhục không? Cái giá phải trả. Ông trời cũng công bằng lắm. Đừng có than vãn, đừng có trách móc. Thấy không? Cho em gọi ông trời, cho em biết là thượng đế đó. Đó. Mình nói là những thượng đế trên á, nhìn thấy hết à. Cái giá cũng phải trả, rất công bằng lắm. Tại vì tụi bay cứ tiếp tục bưng bô và nuôi cái lũ này, thì tụi bay cầm cái passport sẽ biết cái giá trị mày nằm ở đâu. Bà các anh chị các em, mà tại sao nè? Tại sao những nước cộng sản cái passport lại không có giá trị? Có ai bây giờ đặt câu hỏi không? Ngay cả cái quốc đảo Đài Loan, cái hộ chiếu
cái là cái sổ song hành của người ta đó, cái sổ thông hành của người ta, cái passport nó còn giá trị hơn thằng thằng tàu cộng nữa mà, thấy không? Người ta là một cái quốc đảo nhỏ thôi đó, thế mà cái passport người ta còn cái giá trị hơn là tại sao vậy? Hãy nhìn lại đi đó, cho nói và các anh chị tuần tới mình nói nữa nha. Đó, nói không hết, nói không xong à, nhưng không sao, Trang mong là còn gặp được cô chú bác anh chị em là Trang sẽ nói hoài nó quỷ vậy đó, lâu lâu mà phải nói những chủ đề này lại, bởi vì có khi người ta quên. Những cô chú bác quên rồi. Trước khi mà Trang ngưng á, Trang nói với bà các anh chị các em nha, đừng vì lòng tham, danh và lợi, tiền danh và lợi mà bán rẻ lương tâm của mình mà đi câu kết bắt tay với bọn cộng sản này. Chanh tha thiết lắm, chanh mong lắm ông bà các anh chị các em, và chanh rất là kính trọng những cô chú bác đã viết những email nói với chanh là bác đã 80 mấy tuổi chưa bao giờ về Việt Nam, bởi vì nó còn chế độ cộng sản là không bao giờ về. Nhưng mà có một điều bác cũng nói, khi nào không còn chế độ cộng sản bác sẽ cống hiến tất cả tài sản của mình để xây dựng lại quê hương. Bao nhiêu đó cũng đủ để chanh hiểu là những con người Việt Nam mình dù đi đâu vẫn yêu thương đồng bào trong nước. Nhưng mà chỉ kẹt một nỗi với một cái chế độ mọi rợ này, nó đã phá nát tất cả rồi. Tình thương, sợi dây kết nối, để là cho bây giờ sao, cái vết thương nó cứ rỉ máu hoài là cũng tại vì chế độ cộng sản này. Và trước khi tranh ngưng cho nó một câu thôi, tụi bay khỏi kêu gọi hòa hợp, hòa giải dân tộc, tụi bay hãy tự dàn xếp một cái sự hòa hợp ở trong nước trước đã, rồi hãy tính tới chuyện bên hải ngoại. Rồi một câu nói nữa là ngày nào không còn một chế độ mọi rợ cộng sản này, tự khắc dân tộc này sẽ hòa hợp. Đơn giản như vậy thôi. Còn ngày nào mà còn cái chế độ này thì dẹp đi, đừng có láo nữa. Thèm tiền đô lắm hả? Đừng có láo xạo nữa. Tụi bay mà biết cái gì nhân đạo, nhân văn? Tụi bay mà biết nhân đạo nhân văn ư? Ôi, trên mà nghe mấy từ này, ông bà các anh chị em, cái câu mà mấy bạn trẻ trong nước nói đó, bây giờ người ta hay dùng từ cộng sản á, hãy dùng cái từ đó để chửi lại nó, nghe cười ỉa. Nghe mấy cái từ giống như là chính sách nhân đạo, nhân văn của đảng và nhà nước ta, thì các bạn trẻ trong nước nói là tao nghe tụi bay nói tao cười ỉa à, dùng cái từ của nó để chửi vào nó. Những từ đó từ cộng sản mà ra, thấy không? Thời Việt Nam Cộng Hòa không có cái từ này, nhưng mà chúng ta hãy dùng cái từ của nó để chửi vào nó, để nó mới thấm, nó mới hiểu. Tao nghe mắc cười ỉa tụi bay quá, không? Nhân đạo, nhân văn à, phát triển đất nước, cùng nhau nắm tay xây dựng đất nước giàu mạnh. Ai giàu, ai mạnh? Rồi trời ơi, ông bà các anh chị em còn lạ gì cái lũ cộng sản này nữa. Chen là Chen nói ai? Chen nói thẳng vào đầu vào cổ một cái lũ chóp bu, cái lũ đang cai trị á. Chen không có ngồi nói mấy cái thứ dân lượng viên bò đó, thứ đó mà có gì mà để nói, cái thứ mà ngồi nó để chửi mà được ba cũ, mà cái thứ nô tài mà. Bà các anh chị em cần gì phải nói? Nói là nói những thằng nô tài của thằng Tàu Cộng á, tức là những cái thằng mà chịu mọp xuống làm con chó tứ xuyên á, chúng ta nói vào nói giai cấp đó đó nó mới đáng, chứ hơi đâu nói bò đỏ làm chi. Cái thứ đó mà Chen là dẹp qua một bên rồi. Bây giờ mình sẽ nghe nhạc cũng như thường lệ vậy. Chen nói xong rồi, và Chen không có quên cảm ơn cái thời gian quý báu mà cô chú bác anh chị em đã dành cho Chen ngày hôm nay. Và Chen nói một câu, khẳng định một câu với bà các anh chị em nè, ngày nào mà bé Chen còn ở đây thì ngày đó cô chú bác anh chị em cứ yên tâm, lập trường của Chen không bao giờ thay đổi. Và Chen nói thẳng vào mặt của một lũ tù nhân lương tháng, dù nó đang sống ở đâu, tụi bay hãy dẹp, tụi bay hãy nhìn lại cái lương tâm tụi bay đi. Tụi bay mà thương dân, tụi bay không bỏ dân đi đâu, thấy không? Coi lại tụi bay đi, tụi bay đang sống sung sướng ở xứ tự do, đúng không? Đúng không? Sao tụi bay bỏ dân vậy, thấy không? Tụi bay phải cùng sống chết với dân chứ, đúng không? Tụi bay thương dân mà, dù cho tụi bay có bị nhốt 10 năm, 20 năm cũng đáng mà. Người dân sẽ vang danh tụi bay, người dân sẽ vinh danh tụi bay. Ô, anh hùng đó đó, anh hùng A chị B rồi đó. Trời ơi, vì thương dân mà chịu ngục tù cộng sản 10 năm rồi đó, không thả rồi đó. Tụi bay sẽ được vinh danh vào sử sách. Sao tụi bay đi qua Mỹ chi vậy, đi qua Đức đồn chi vậy? Hả? Mắc cỡ vậy? Thương dân quá mà. Sao bây giờ sống sung sướng quá vậy? Rồi lên mày đặt chửi cộng sản, tụi bay chửi làm gì? Tụi bay phải cảm ơn tụi nó chứ. Tụi nó cho tụi bay cái vé đi qua bên xứ này ở, sao tụi bay chửi nó? Nghịch đời không? Ông bà cho em thấy không? Ủa, tự nhiên tao bắt mày, thế tự nhiên tao thả mày ra,
tao cho mày một vé đi qua bên Mỹ ở, bên Đức đồ ở, rồi mày tao cho mày chửi tao. Cái kỳ vậy? Cộng sản ngu quá vậy kìa. Tự nhiên thả ra làm chi cho nó chửi mình vậy kìa. Đồng bào mình không nhìn ra hả? Ủa kỳ vậy? Tao thả mày đi để mày chửi tao à? Vậy tao thả mày làm chi? Tao thả mày làm chi? Tao thả mày làm chi vậy? Để mày phải thực thi theo cái nhiệm vụ của tao đề ra cho mày. Vậy thôi. Trời ơi, không có mặt được trên đâu. Ông bà, các anh chị và các em, bây giờ mình sẽ nghe một số bài hát rất là hay. Các anh chị yêu cầu ngày hôm nay, Chanh biết là sẽ không hát kịp, nhưng mà không sao, cô chú bác hiểu Chanh mà thương Chanh nữa, thông cảm cho Chanh ha. Là Chanh sẽ hát cái bài này tặng cho những cô chú bác đã nói với Chanh là đã đi xuống con tàu vượt biên. Bây giờ cũng 80 mấy tuổi rồi, nhưng chưa bao giờ đi về Việt Nam. Là bởi vì cái lũ mọi rợ này. Chanh cảm ơn mấy chú mấy bác nhiều, nên Chanh hát cái bài này tặng cho mấy chú bác. Đêm chôn dầu vượt biển. Đừng bao giờ quên, ông bà, các anh chị và các em, dù cho Chanh sanh sao đẻ muộn, Chanh không chứng kiến những cái cảnh mà những cô chú bác đi vượt biên khổ như thế nào. Nhưng mà Chanh đọc lại những tài liệu lịch sử và nhìn những hình ảnh là Chanh đủ hiểu, và Chanh đã rơi nước mắt rồi. Không cần phải sống ở thời đó thì mới hiểu được đâu. Và Chanh cảm ơn một người đồng đội làm mấy cái tấm hình để minh họa cho cái bài hát này. Chanh vừa mở cái video rồi Chanh hát ngang bà anh chị em ha. Thay gì ở quê hương
xa, ôi núi mờ xa dần. Giọt nước mắt khóc phận thân. Hò ơi, phận kẻ lưu vong. Đêm nay trên bản đồ có một thuyền ra đi, hiên ngang trên sóng gào, tự do đón chào. Xin chào tự do với nỗi niềm cay đắng. Nhìn lại bên bờ nước non mình môi mặn nghẹn chưa chết đã là đúng đầu đâu không? Túm xích anh nghe, túm xích. Ông tổng qua chưa? Cái đầu đó ở đâu đấy? Ê, ông đi vui đấy. Sống quá. Số mày không không chết nhưng mà mày đấy, nhạt đòn chí mạng đấy. Nhạt nữa. Ui trời. Đấy. Bác lúc này giỏi thật. Thôi. Nói này thôi. Một cái mõm vào đây. Một chặt vào. Mấy vòng vào? Một nhát nữa thôi. Vòng nữa. Thế thôi. Thế thôi không nên. Đây. Đây sao? Chọc. Dao cụt thế. Cái cạnh đập vào cung họng này. Đấy được rồi. Rò vào rồi đúng không? Chà cùn thì sao? Nhưng ra đấy. Bắt đầu chặt đi ông. Chặt đi xong lấy lưỡi xong chảy ra. Đây này cái mõm nó này hất ra thì cho
Thêm tiết nó phải chảy ống ọc cơ. Gió đánh cái cành nhỏ nằm nào thôi. Hứng nữa vào không mấy nó ra ngoài. Có tí tiết ra ngoài hết. Cho dao vào lách nó ra dốc. Đấy. Dốc rồi. Nhiều dốc nó ra đấy, giờ bắt đầu nó còn thở. Nó còn thở.